Bạn đã bao giờ tự hỏi khoảnh khắc nào trong tâm hồn của bạn bị nỗi đau giằng xé hay chưa? Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người sẽ có những nỗi đau khác nhau. Như lúc nhỏ ta thường đau buồn khi bị cha mẹ la mắng, lớn lên một chút thì đau đớn khi ba mẹ không thấu hiểu. Nhưng rồi khi ta làm cha, làm mẹ, ta mới hiểu nỗi đau ấy đều xuất phát từ những đứa con. Đối với cha mẹ, đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi ấy là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng đứa trẻ quậy phá lại là một điều lo lắng vô cùng. Ấy vậy mà có những đứa trẻ vốn sinh ra đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Và nhà văn Kenzaburo Oe đã từng trải qua nỗi cảm giác đau đớn ấy khi người con trai đầu lòng mắc chứng thoát vị não. Hành trình mà ông học cách chấp nhận ấy đã mở ra cho ông một lối đi mới trong sự nghiệp văn học, trong đó có tác phẩm Một nỗi đau riêng. Kenzaburo Oe thuộc lớp nhà văn hậu chiến, hiện tên tuổi của ông đang xếp hàng đầu trong danh sách các nhà văn Nhật Bản. Và ông cũng là nhà văn thứ hai của Nhật Bản đạt giải Nobel văn học năm 1994. Giống hết thảy những người Nhật Bản cùng thế hệ, cuộc đời ông đã đồng hành và chứng kiến hết tất cả những hồi ức ảm đạm về cuộc chiến tranh phi nghĩa, về sự gục ngã của nhà nước khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Hai vụ ném bom nguyên tử thảm khốc ở Hiroshima và Nagasaki đã làm cho không ít người chết dần chết mòn trong vài chục năm sau đó. Và trong đó có người con trai của tác giả Hikari, ngay từ khi sinh ra đã mắc căn bệnh khuyết tật. Kenzaburo Oe đã từng thừa nhận rằng: "Tôi phải thừa nhận rằng chủ đề trung tâm của các tác phẩm trong hầu hết văn nghiệp của tôi là cái cách mà gia đình tôi đã sống, đã học cách sống với đứa con tật nguyền. Điều đó được thể hiện qua Một nỗi đau riêng." Chuyện viết về nhân vật Điểu, nhân vật chính hiện thân cho tác giả, là một thanh niên có khuynh hướng chống đối xã hội Nhật. Đã có lần khi đương đầu với vấn đề khó giải quyết, anh tự cho mình trôi dạt trong biển rượu mạnh như một Robinson Crusoe mất phương hướng. Nhưng chưa bao giờ anh dám đối mặt với một cuộc khủng hoảng cá nhân và nghiêm trọng về cái viễn cảnh một đời sống tù hãm trong lòng của đứa con mới sinh ra mang chứng thoát vị não. Liệu anh chạy chữa cho đứa bé được sống hay anh dám giết nó không? Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, toàn bộ quá khứ sống dậy trong lòng anh đã bừng tỉnh và nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng của sự lừa dối chính mình. Oe đã tạo ra nhân vật chính của mình trong tác phẩm này trở thành một trong những khuôn mặt đáng nhớ của tiểu thuyết hiện đại Nhật Bản. Hành trình tái sinh của Điểu trong Một nỗi đau riêng, nhưng thực ra là nỗi đau chung của đồng bào ông, cũng là hành trình tái sinh của ông đối với Hikari. Kenzaburo Oe đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Hikari, tiếng Nhật có nghĩa là ánh sáng. Quả thực Hikari bé bỏng, luôn cô đơn như một hòn sỏi nhỏ trên đám cỏ, đã tạo ra luồng ánh sáng, những vầng hào quang rực rỡ cho tác phẩm của người cha. Trong 6 năm trời ròng rã, hai vợ chồng ông đã kiên nhẫn cho Hikari nghe đi nghe lại một cuốn băng ghi âm tiếng hót của các loài chim, kèm theo lời thuyết minh về tên của từng loài chim đó. Và điều kỳ diệu đã đến, sau hơn 3 năm trời nghe cuộn băng ấy, khi lên 6 tuổi, Hikari đã bật lên câu nói đầu tiên, đó là con chim sẻ, và sau đó là nói đến tên của từng loài chim mà cậu bé đã được nghe qua băng ghi âm trong suốt mấy năm trời. Và đến độ trưởng thành thì Hikari đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng ở cả ở Nhật Bản và trên thế giới. Tác giả muốn thông qua ngôn ngữ để tái sinh đứa con của mình và cũng muốn từ nỗi đau của riêng mình để nói đến một điều lớn lao hơn. Cần phải học cách chấp nhận những nỗi đau của con người cùng với việc tìm kiếm những cách thức để tái sinh những con người bất hạnh ấy. Tác phẩm dài hơn 200 trang với thời gian mang tính kịch và không gian có tính chất khép kín. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi và căng thẳng ấy, mỗi sự tiến triển của nội dung cốt truyện đều gắn với một địa điểm nhất định. Điều đó khiến cho người đọc phải liên tục theo dõi để bắt kịp diễn biến và tình tiết của tác phẩm. Đọc Một nỗi đau riêng, ta thấy được cái tôi của tác giả thực sự hiện hữu trong tác phẩm. Đó là lời tâm sự, một câu chuyện đầy thương cảm về cuộc đấu tranh trong tâm hồn người cha trước một đứa con dị tật. Tác phẩm không chỉ là vấn đề của cá nhân ông nữa, mà còn là nỗi đau của nhân loại, vấn đề của thời đại. Chiến tranh đã qua đi, nhưng những nỗi đau mất mát và hậu quả vẫn còn đó. Vẫn còn hàng ngàn người giống Hikari đang phải đối diện với các mặt quẻ, một cuộc sống không tìm được lối thoát, tối đen và mịt mù. Tác giả hy vọng thông qua tác phẩm của mình sẽ mãi là thứ thần dược chữa lành cho tâm hồn của những người đồng cảnh ngộ. Hơn thế nữa, nhà văn còn mong muốn độc giả dù cho đối diện với những điều bất hạnh, vẫn phải luôn dũng cảm, học cách chấp nhận và tái sinh nó theo chiều hướng tốt đẹp hơn.